Xin kính chào cô bác đã đến với kênh Cô Bảy Miền Tây nha. Thì đầu năm mới kính chúc cho cô bác anh chị em xem kênh Cô Bảy Miền Tây lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, bữa nay là ngày 27 tháng Chạp thì mình cũng có đi đến chợ Bình Thạnh Đông nha quý vị, tất nhiên là chợ Thi Đam, nhà thờ nha, để quay lại toàn cảnh cho cô bác anh chị em và bán bông Tết như thế nào nha quý vị. Kính mời quý vị cùng đi nha. Hết sức là bông luôn quý vị. Đây là bông bông rất sáng nha cô bác anh chị em. Cái này thọ với cúc quý vị. Cô bán bông đắt không cô? Dạ năm nay bán chậm quá. Dạ. Yeah. So với mỗi năm chậm hơn nha. Dạ. Dạ. Dạ chào cô nha. Dạ. Yeah. Rồi đầu năm mới chúc cô được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Mua mai bán đắt nha cô. Dạ con cảm ơn. Dạ. Rồi chào cô nha. Bông bông đắt không cô? Dạ. Bữa nay so với ngày qua đó bán được không cô? Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi cũng đầu năm mới chúc cô được nhiều sức khỏe nha. Mua bán đắt nha cô. Rồi chào cô luôn. Cái này mấy hộp chị? 18 ngàn hả? Dạ. Rồi bán cho mỗi hạn hộp đi. Mình bán năm nay bán đắt không chị? Dạ mình so với ngày qua đắt hơn không? Dạ. Mua cái đó đó chị. Dạ. Rồi nhân dịp đầu năm mới chúc chị được nhiều sức khỏe nha, mua mai bán đắt nha chị. Dạ. Đây là bông nha quý vị. Thò cúc. Mày mua đũa đó ra. Đẹp lên nó được.
bán bông đắt không cô? Vậy hả? Bữa nay so với qua bán đắt hơn không chị? Rồi nhân dịp đầu năm mới chúc cô được giữ sức khỏe nha. Mua may bán đắt nha cô. Dạ cảm ơn cô luôn. Mình đi quay toàn cảnh trong cái chợ Thi Đam này về cho cô bác anh em cùng xem nha. Hết sức là chợ này người ta đông không quý vị. Vũ Duyên. Đây là bánh mứt nha. Rồi chào chị. Mình bán đậu đắt không chị? Dạ cũng được anh. Dạ. Cũng như là mỗi năm mình bán sao giờ bán y vậy, nhưng mà năm nay thấy bán sớm hơn đắt hơn mỗi năm. Dạ. Thì nhân dịp đầu năm mới chúc chị được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Mua mai bán đắt nha chị. Dạ. Dạ chào chị nha. Dạ. Dạ. Đây là tiệm bánh mì nha quý vị. Dạ. Hết sức là cái đoạn này bông thọ nhiều nha. Cái này mình mua rồi luôn đó hả cưng? Dạ. Mua rồi luôn đó hả? À, cái này em bán. À mấy cặp hả cô? Dạ cái này là 100. Dạ. Là kính thưa quý vị, ở đây là tại nhà thờ Chi Đam nha. Chỗ này thì một đoạn đường này bán thọ với cúc hết sức là đông. Mà thọ cúc này nó trổ bông cũng ngay chăng cái đúng cái thời điểm Tết nha quý vị. Rồi nhân dịp đầu năm mới chúc cô được nhiều sức khỏe nha. Dạ, mua may bán đắt nha cô. Dạ. 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 Rồi chào chú nha. Dạ. Thọ cúc rất là đẹp. Chị chào chị. Giờ bán đồ đũa hả chị? Dạ. Giờ hỏi thăm chị có đi lên tới chùa không? Dạ chùa nào chị? Chùa đâu cũng được, gửi cái này là tại chị hả? Gửi đồ đũa cho chùa không, nếu chị gửi thì chút nữa tôi về tôi lấy. Rồi lấy bây giờ chị để đâu? Bây giờ để đây nè. Rồi để đó chút xíu tôi về tôi lấy, tôi ghé chùa Hiệp Sương. Rồi chùa đâu cũng được. Rồi cũng thay mặt cho chùa cảm ơn chị nha. Dạ. Rồi hai bọc đó là một chị hết đó ha. Dạ. Yeah. Chào cô nha. Mình bán dưa hấu đắt không cô? Được ha. Rồi năm nay so với mỗi năm mình bán đắt hơn không cô? Dạ. Yeah. Dạ. Rồi nhân dịp đầu năm mới nha, chúc cô được nhiều sức khỏe nha. Mua mai bán đắt nha cô. Dạ. Yeah, cảm ơn cô luôn nha.
Dạ, kính thưa anh, thì chúng tôi nhận thấy trong cái vụ xuân về, tất cả mọi nơi dọn dẹp trở về đón mùa xuân trong cái lịch Lết Tết cổ truyền, thì chúng tôi nhận thấy bà con ở chợ Bình Tây này dọn dẹp ai cũng đón cái mùa xuân mới để đem đến cái niềm hạnh phúc cho gia đình, và ai cũng đều an lạc sống cái cảnh trong cái dịp xuân này. Thì chúng tôi nhận thấy bà con nào là chợ hoa, nào là chợ quần áo, tất cả những cái cảnh vật đón cái mùa xuân tại chợ Bình Tây này rất là dọn dẹp. Trong ngày 27 mà bà con mình dọn dẹp cái gì, thì tôi tin chắc rằng cái cuộc xuân năm nay đã đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi nhà, mọi người, mọi nơi đều được vui vẻ trong cái cuộc xuân mới này. Dạ. Nhà chị ở đây hả? Dạ. Vậy sao? Nhà con. Vậy sao? Nhà con của chị ha. Dạ. Để đi luôn chị ơi. Dạ. Dạ. Tao mang bún quý vị. Chào cô à, có nên bán bông đắt không cô? Dạ bán cũng chậm chứ. Dạ, so với ngày qua đắt hơn không? So ngày qua đỡ hơn. Dạ. Rồi rồi mới chúc cô được nhiều sức khỏe nha, mua mai bán đắt nha. Dạ. Giấc này người ta đi chợ đông rồi quý vị. Cái này
đây là con bắp nha quý vị. Bữa nay mình bán đồ đắt không chị? Dạ đắt hả chú ơi. Dạ. So với ngày qua đắt hơn hả chị? Dạ. Rồi nhân dịp đầu năm mới chúc chị được giữ sức khỏe nha. Mua may bán đắt nha. Dạ dạ. Dạ. Rồi đi luôn cô ơi. Dạ. Bán khô á chị? Dạ. Dạ, bữa nay bán đắt không chị? Bán được, bữa nay 27 bán được, không thể bán hết. Dạ, dạ. Rồi nhân dịp đầu năm mới chúc chị được nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn nghe. Dạ, mua may bán đắt hả chị? Dạ. Rồi chào chị luôn. Thấy giống hệt quen quen hả ta? Ờ chú, mình bán đồ đây đó hả chú? Dạ. Dạ. Mình bán đắt không chú? Dạ. 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 Thì nhân dịp đầu năm mới nha, chúc chú được nhiều sức khỏe nha. Mua may bán đắt hả chú? Dạ. 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 Cảm ơn chú luôn. Đi đi về anh. Đi qua ăn ngay. Cái này bự bự không? Đi qua ăn sáng đi nha trên. Dạ, dạ con. Kêu đi kêu ơi. Cháo hay gì đó. Ăn có một tiếng mì không? Có. Đây là miếng hủ hả? Có, mà ăn cái đậu khác không có. Kêu anh nấu. Đây là bánh nổi gì? Bán bánh đắt không chị? Bán được. Yeah.
Rồi nhân dịp đầu năm mới chúc chị được giữ sức khỏe nha. Dạ. Mua mai bán đắt nha chị. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn chị luôn. Rồi chào anh nha. Mình bắt đồ đắt không anh? Dạ bắt cũng được anh. Dạ so với mỗi bữa sao anh? Dạ nay hơi đỡ đỡ hơn bữa rồi. Dạ. Hôm nay bà con mình cũng ở sau hôm về nhà để đón mừng cái xuân mới rồi. Dạ. Dạ anh chị đầu năm cũng vui vẻ. Dạ. Thì nhân dịp đầu năm mới nha, kính chúc anh được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi mua mai bán đắt nha anh. Dạ. Cũng dạ. Chúc anh chị trong một năm mới được hưởng chung những phúc duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Dạ. Rồi cảm ơn anh luôn nha. Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi chào cô nha. Mình bán đồ đắt không cô? Bán cũng được. Dạ. Đắt không lộ nha. Hôm nay cũng nhắn về nhiều. Con nhắn nhiều thì sao? Dạ. Rồi nhân dịp đầu năm mới chúc cô được nhiều sức khỏe nha, mua mai bán đắt nha. Dạ. Dạ. Rồi chào cô luôn. Dạ rồi chào cô nha. Dạ. Mình bắt đồ đắt không cô? Dạ cũng lai gai chứ. Dạ. Yeah. Rồi sao? Dạ so với mỗi năm mình bán đắt hơn không cô? Dạ không bằng đâu. Vậy hả? Dạ theo tôi thấy chắc có lẽ ngày mai mốt chắc bán rét đắt à. Dạ. Rồi nhân dịp đầu năm mới chúc cô được nhiều sức khỏe nha. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ mua mai bán đắt nha cô. Dạ rồi con cảm ơn chú. Rồi chào cô luôn. Dạ. Dạ. Rồi chào chị nha. Dạ dạ mới thấy anh. Mình à, bắt đồ đắt không chị? Dạ cũng được đi ra em ơi. Dạ. Dạ. So với ngày qua đắt hơn không chị? Dạ. Vậy hả? Dạ. Vậy đó. Dạ. Rồi nhân dịp đầu năm mới chúc dạ, chị được nhiều dạ, sức khỏe nha. Rồi cảm ơn anh luôn. Mua mai bán đắt nha chị. Dạ. Dạ chào chị nha. Dạ. Có dạ. Đi ra ra rồi. Đây là hộp vịt nha quý vị. Con vừa ăn luôn á. Mình bán đắt không cô? Bán đắt không cô? Dạ bán được. Dạ. So với ngày qua đắt hơn không cô? Dạ. Yeah. Rồi nhân dịp đầu năm mới chúc cô được nhiều sức khỏe nha. Mua mai bán đắt nha cô. Rồi. Chào cô luôn nha. Rồi chào chị. Mình bán đồ đắt không chị? Dạ bán cũng được. Dạ. Dạ. Rồi nhân dịp đầu mới đầu năm mới chúc chị được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Mua mai bán đắt nha chị. Dạ. Dạ chào chị luôn nha. Dạ chúng đâu ạ? Dạ tôi ở Phú Xuân chị. Dạ.
Rồi chào chị. Dạ. 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 Năm nay mình bán Tết đắt không chị? Dạ, Tết cũng năm nay mới bữa nay mới hơi mùi Tết. Vậy ra. Hai bữa gài chợ cũng thương quá anh ơi. Vậy hả? Dạ. Dạ. Bữa nay chắc chợ đông rồi. Dạ. Qua đây. Qua đây hết sức thấy chợ đi đông rồi. Chợ này đông. Dạ. Dạ. Em chưa hứa. Dạ, em chưa hứa. Năm nay bán buôn bẩn chặt quá. Dạ. Rồi nhân dịp đầu năm mới chúc chị được nhiều sức khỏe nha. Mua mai bán đắt nha chị. Rồi cảm ơn chị luôn nha. Dạ. Rồi rồi, chào chú nha. Dạ dạ rồi rồi. Dạ dạ chào chú. Dạ. Đây là quýt với vú sữa nè quý vị. Ờ, có con cây. Cây, cây. Cây, cây. Cô lắm à. Cô lắm. Chào ơi, cây. Khổ rồi. Chào nha. Mình bán đồ ở đây đó hả cô? Dạ. Dạ. Bán đắt không cô? Đúng rồi, gai chứ không có đắt. Thấp hơn mỗi năm. So với mỗi năm là không bằng mỗi năm ha. Không bằng mỗi năm. Dạ. Rồi nhân dịp đầu năm mới chúc cô được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Mua mai bán đắt nha cô. Rồi. Rồi. Đúng rồi, cũng vậy luôn. Dạ. Nhiều sức khỏe luôn. Rồi chào cô nha. Dạ. Sức là trái cây nha. Trái cây mà con mình đón cái mùa sinh, mua trái cây đón xuân mới đi nha. Dạ. Em đi. Nó bầu như sống anh. Hai này còn một cái mai phải. Đâu anh kia có mình một cái mới có. Cho con trái ra đây một cái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi chào em bé. Em bé ơi, bán đồ đắt không con? Bán đồ đắt. Bán đồ đắt không cô? Dạ. Vậy đó. Rồi nhân dịp đầu năm mới chúc cô được nhiều sức khỏe nha. Mua mai bán đắt nha cô. Dạ chào cô luôn. Cái này là cà na chị? Dạ cà na. Ngô cà na trái bành bành không nha. Rồi cảm ơn chị luôn nha. Mình năm nay mình bán giải đắt không chị? Rồi cảm ơn chị luôn nha. Quá cứ chợ này đông quá vậy. Giác này có khoảng 8 giờ mà người ta mua đi chợ mua bông rất là nhiều luôn quý vị. Đi chợ con xin về bà con đừng dịp là chợ bên Tây các bạn một tháng thì thấy chung 2023 năm Quý Mão đem lại những niềm hạnh phúc cho tất cả bà con trong cái mùa xuân đón này, trong mùa xuân dân tộc để đem lại những hạnh phúc tất cả bà con chúng ta dùng dịp đón mùa xuân vui chợ, tất cả món quà đem về cùng ông bà để các em chúc bà con chúng ta trong một năm mới được vui vẻ hạnh phúc tràn đầy nhiều điều của gia đình. Xe cộ lộn vòng mới được cũng tắt
cặp tất cả đi tới đi lui, bà con mình mỗi giờ có một xuân mới trên về cần tỉnh cái ngày đầu năm mới này. Chúng tôi nhận thấy tất cả 28 bà con của chúng ta rất là đây là những cái hoa, chợ hoa bà con mình mua hoa về nha để đón xuân Tết trong cái mùa năm mới này. Và tất cả những đồ đạc để thanh trang, tất cả bà con để mua sắm đồ cho bây giờ. Kính thưa anh Út, thì theo anh cảm tưởng, anh nhận xét thì bữa nay là ngày 27 tháng chạp, anh thấy cái người dân đi chợ Bình Tây này như thế nào anh? So với ngày qua thì chúng tôi nhận thấy bà con mình là đụng dịp ngày 24, 25, 26 đến ngày 27. Dạ. Thì đây là ngày 27 thì bà con mình trở về nhà rất nhiều, đi làm ăn xa, những các công ty hàng năm trở về nhà để đón cái mùa xuân mới. Giờ đi đâu mình ở đây con này bắt qua cái xương bắt qua này cho sao? Bữa nay mai mai chặt nào, mai chặt xe đó. Có công an không lo chặt nữa mà. Không, 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 không. Kính thưa quý vị, đây là cái tiệm đồ chai của anh Út nha quý vị. À, kính thưa cô bác anh chị em, cũng như đây là cái tiệm của anh Út Đức nha, ảnh chuyên bán thực phẩm chay quý vị. Bữa nay cũng có đầy đủ cái duyên lành, bây giờ cũng gặp gỡ anh tại cái quán này. Ảnh cũng là đồng đạo, cũng là cái người tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo. Thì kính thưa anh Út, thì bữa nay cũng có đầy đủ cái duyên lành để gặp anh. Nhưng mà ở đây thì cũng cái mùa xuân tăng mão hả anh? Quý mão nó sắp đến. Rồi xin hỏi anh là cái người đạo, cái người của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thì anh có ước ao cái xuân mới là sắp đến rồi bà con cô bác mình tu hành như thế nào không anh? Dạ, kính thưa quý anh, thì chúng tôi là một người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì luôn luôn lúc nào cũng mong sao cho bà con năm cũ đã sắp qua, năm mới sắp đến thì hưởng được cái mùa xuân an lạc. Đây là một truyền thống cổ truyền của người xưa đến giờ, hàng năm thì ai cũng đón dụng dịp cái mùa xuân mới. Thì chúng tôi nghĩ rằng chắc mùa xuân này mầm sao cho đem lại những cái nguồn sống mới cho nhân loại để tiến lên cõi đại đồng. Đây là một điều hạnh phúc mong sao cho tất cả quý vị trong một mùa xuân mới này được an lành và hạnh phúc, để đem những cái phúc lợi cho gia đình, cho mọi người được thấy những cái niềm vui sống trong cái cuộc an lạc hiện tại trước mắt là đông năm mới. Thì chúng tôi nhận thấy rằng mong sao quý vị mà người đạo chúng tôi mong sao là ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười, đem những niềm vui cho tất cả nhân loại, những cái hạnh phúc vừa tinh thần lẫn vật chất, vừa con người sống về con đường đạo đức và tương lai lên cuộc đời an lạc, dẫn lo ấm no cho hạnh phúc đất nước được an lành.
và anh em những niềm vui cho tất cả nhân loại, những cái hạnh phúc sống mới trong cuộc năm mới Quý Mão này. Chúng tôi cầu chúc cho tất cả nhân loại trong thế giới này, tất cả cũng như nói chung là thế giới, nói riêng là Việt Nam chúng ta, và đồ Phật giáo hảo ai cũng được an lạc, được hưởng trọn vẹn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Và những cái chức lời chúng tôi cũng không quên rằng cầu nguyện ân trên Đức Phật, mười phương quy linh tổ thầy gia hộ cho toàn thể quý vị trong một năm mới được dồi dào sức khỏe và tịnh dưỡng an lành, tĩnh tâm tĩnh trí niệm Phật tu hành đến ngày thành công đắc quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa anh Út, thì trước khi dứt lời cũng không quên là cầu chúc cho anh Út lúc nào cũng thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm duyên thành, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công đắc quả. Và cũng cảm ơn anh Út đã chia sẻ về vấn đề cô bác anh chị em trong cái mùa năm mới sắp đến, thì chúc cho anh Nút lúc nào cũng sức khỏe dồi dào, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Gửi lời cảm ơn. Rồi để về luôn nha chị. Rồi chị Tư ơi, năm mới thanh tài thanh bạc, làm đâu đằng đó làm ruộng được chúng mùa. Dạ. Tiền vô như nước, tiền ra lũy rỉ. Dạ. Cảm ơn chị nha. Rồi năm mới vui vẻ. Dạ, em cũng chúc cho chị nha. Là bước sang năm mới. Chị cũng mua may bán đắt rồi, và gặp nhiều việc hơn. Dạ. Tiền vô đầy túi, đã có đi du lịch. Dạ. Rồi về nha chị. Rồi cảm ơn chị luôn. Năm mới vui vẻ nha tôi chú. Dạ. Rồi vậy đấy, xin phép về nghe Nút. Rồi chúc mình chị vui vẻ nha. Dạ. Năm mới được nhiều điều hạnh phúc tốt đẹp, đem lại nhiều điều may mắn cho mình trên con đường hành đạo và phát triển tương lai trên con đường để chúng ta ập dập theo dõi tất cả mọi cảnh ngoài. Cho bà con mình thấy những điều hạnh phúc đó trong cái mùa xuân mới này. Dạ. Những điều hạnh phúc cho gia đình anh chị. Dạ. Cháu được hạnh phúc trọn đầy. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Rồi cảm ơn anh nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi thôi vậy để xin phép về anh Nút. Dạ. Giờ mình đi vòng cái chợ xong rồi nha quý vị, giờ mình đi ra về. Đi về. À, lấy ghé đây một bánh. Dạ. Lấy được cái bọc bánh treo đây dùng cho chú. Hết sức dài à. Tới đi ra về mà còn cặp theo bờ nữa, mang bông hết sức. Rồi lấy đâu đũa chị ơi. Bây giờ mình đến đây kết thúc nha quý vị. Xin kính chào, xin hẹn lại lần sau.